Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 98 Sau khi nghe ông lão nói về sự lạ ở nơi đây, sắc mặt của Mục Ninh Thuyết lập tức trùng xuống. Sở dĩ cô ấy đi tới đây, là vì lúc đi trên đường đã có nhiều người bàn về chuyện này, lúc đầu cô ấy con tưởng họ đang bàn tán đến bộ hài cốt kia, đột nhiên cô ấy nhớ ra, chính mình ở Đông Hải thành Nhật Bản đã gặp phải chuyện như thế này. Là địch chú. Gió biển một lần nữa lại thổi tới, Mục Ninh Tuyết cảm thấy một trận gió lạnh lẽo, thân thể cũng khẽ run lên. Qua rất lâu, Mục Ninh Tuyết cũng không thể khôi phục lại tinh thần, tại sao ở một khoảng cách xa xôi như vậy, địch chú vẫn luôn làm cho người ta sởn tóc gáy. Cô ấy cũng thật lòng dò hỏi lão bá kia một phen, ông ấy cuối cùng cũng chuyện này kể ra cho cô ấy. Thì ra ở nơi này đã có tổng cộng 8 người chết, thời gian phát sinh không hề giống nhau, ông ấy đã ở đây nhiều năm, cho nên mới biết loại chuyện đáng sợ này. Nhưng lịch chú này đến cùng xuất phát từ đâu, căn bản là không thể nào biết được. Tuyết tuyết, sao cậu lại ở đây xem lửa chạy một mình thế, thanh âm của mạc phàm vang lên từ đằng sau lưng. Mục ninh tuyết không nói gì, chẳng nhẽ mắt của mạc phàm có vấn đề sao, rõ ràng là người ta đang hỏa táng, vậy mà hắn nhìn ra người ta đang đốt lửa chạy có ai đi xem lửa chạy vào ban ngày sao? Thời điểm ở Đông Hải Thành, tôi đã nhìn thấy một chuyện rất đáng sợ, Mục Ninh Tuyết đem chuyện ở Đông Hải Thành kể lại cho Mạc Phàm nghe. Mạc Phàm sau khi nghe xong cũng cảm thấy vô cùng ngơ ngác, thật sự có người tự mình chạy đến bờ biển, sau đó tự dìm chết chính mình. Hơn nữa thi thể sau khi chết trở nên trắng bệch, héo rũ, theo lý thuyết thì đây rất giống như đã nhiễm dịch bệnh, nhưng loại bệnh dịch nào lại thôi thúc người ta đi tự sát? Chuyện của bộ hài cốt, cậu có phát hiện gì không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Trong xương của con vật kia không hề có tủy, sương rất lớn nhưng bên trong hoàn toàn trống không liên minh thợ săn cũng đang điều tra chỉ là không biết bọn họ có tìm ra nguyên nhân hay không mạc phàm nói tôi nghĩ nên làm rõ chuyện này mục ninh tuyết nói tôi cũng muốn điều tra nhưng một bộ hài cốt lớn như vậy thịt không còn máu không còn ngay cả tủy sống cũng không có đến cùng làm thế nào để điều tra mạc phàm nói tôi nghĩ là do địch chú mục ninh tuyết nói thật mạc phàm cảm thấy một trận nhức đầu mục ninh tuyết làm sao lại nhảy số nhanh như vậy đây mới chỉ là lần thứ hai cô ấy nhìn thấy địch chú Vậy mà đầu óc của cô ấy đã mặc định cho nó là nguyên nhân sao? Nhưng nghĩ lại, địch chú đã xuất hiện ở một quốc gia khác, vậy thì nó không còn là vấn đề nhỏ bé nữa rồi. Tôi sẽ giúp cậu, tốt xấu gì tôi cũng là một thợ săn đại sư, Mạc Phàm nói. Ừm, Mục Ninh Tuyết không có từ chối lòng tốt của Mạc Phàm. Cũng không biết vì sao, trực giác nói cho cô ấy biết, địch chú trong tương lai còn kinh khủng hơn tưởng tượng rất nhiều. Cô ấy không muốn gặp một ai đó đến cạnh bờ biển, ngay sau đó liền biến thành một cỗ thi thể nữa. Trong khách sạn, Mạc Phàm là thợ săn đại sư, nhưng rất nhiều chuyện đều cần dò hỏi lão đạo sư Linh Linh, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Linh Linh còn ở lại New York, hẳn là bao lão đầu có chuyện giao cho cô bé. Mạc Phàm đem sự tình của Nịch chú miêu tả cho Linh Linh, hy vọng cô bé sẽ có một chút tư liệu về Nịch chú. Mọi chuyện là như vậy, em phải giúp anh tìm manh mối nhé, Mạc Phàm nói với Linh Linh. Linh Linh có một cơ sở dữ liệu siêu lớn, tất cả chuyện kỳ quái trên thế giới đều được ghi chép trong này. Lời nguyền chết đuối, tìm ra rồi, có tin tốt rồi, hiệu suất của Linh Linh thật sự rất kinh người, lập tức đã có câu trả lời chắc chắn. Tin tức tốt, Mục Ninh Tuyết ở một bên cảm thấy câu nói này của Linh Linh không có liên quan, Nịch Chú và lời nguyền chết đuối thật sự có liên quan với nhau sao? Về Nịch Chú, Liên minh thợ săn quốc tế sớm đã treo giải thưởng, hy vọng có thợ săn tìm ra nguyên nhân của cái chết cổ quái trên toàn cầu này, Linh Linh nói. Hừm, thì ra tổng bộ của Liên minh thợ săn đã từng nghe nói đến việc này, nhưng mà đây thì được coi là tin tốt gì, chẳng kẽ là chúng ta có thể kiếm được chút tiền thưởng thông qua vụ này, Mạc Phàm trầm ngâm nói. Giải thưởng là một số tiền rất lớn đó, Linh Linh nói. Nghe đến tiền, mắt của Mạc Phàm liền giật giật, lập tức mở miệng. Nói nghe thử xem nào. Không biết sẽ bổ sung được bao nhiêu tiền vào hồn trùng của lĩnh vực đây, nếu như có thể mua được tinh hà chi mạch và thăng cấp được triệu hoán hệ lên tới cao giai, như vậy chẳng phải là rất tuyệt cú mèo sao? Hắc hắc hắc. Không nhiều, cũng chỉ có 600 vạn thôi, Linh Linh nói. Nghe thấy vậy, cả bầu trời mộng mơ của Mạc Phàm dường như đã sụp đổ, 600 vạn thì có thể mua được cái gì, nghèo vẫn mãi hoàn nghèo thôi. Đừng bỏ cuộc sớm như vậy, về cái lời nguyền đó còn có một huyền thưởng chỉ đặc biệt, Linh Linh nói. Huyền thưởng chỉ, đó là cái gì? Nghe thôi đã cảm thấy rất gì và này nọ rồi, đôi mắt của Mạc Phàm lại sáng lên một lần nữa. Đặc điểm lớn nhất của huyền thưởng chỉ chính là, cho dù không có người hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng cũng sẽ không trả lại cho tất cả những người đã cấp vốn. Mà bây giờ, tổng cộng có 1325 lần phần thưởng cho lời nguyền chết đuối. Chờ một chút, nghe Linh Linh nói đến đây, Mạc Phàm đột nhiên ngắt lời. Vậy bây giờ trong huyền trưởng chỉ đã có bao nhiêu tiền thưởng, Mạc Phàm nóng lòng hỏi. Vừa nãy đã tăng thêm rồi, bây giờ là 350 triệu, Linh Linh trả lời. Nghe đến đây, Mạc Phàm phai tự nhéo vào má mình một cái, không ngờ lại là 350 triệu. Với số tiền này, hắn chẳng phải đã là một đại gia tuổi đôi mươi rồi hay sao? Nếu như có thể giải quyết được chuyện này, chúng ta chính là thượng săn đại sư 4 sao rồi. Đến lúc đó, quyền hạn phỏng vấn của em càng lớn, có thể được thưởng cao hơn nữa, Linh Linh cũng giống Mạc Phàm, đều là hai kẻ mộng mơ. Ha ha, cứ theo cái đà này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở thành thợ săn đại vương thôi." Mạc Phàm đã bắt đầu cười lớn. Địa vị của thợ săn đại vương ở xã hội khá cao, Mạc Phàm biết Linh Linh cũng là hướng đến danh hiệu này, mà bản thân hắn cũng cần có danh hiệu này để kiếm tiền, tin tưởng mục tiêu này sẽ được thực hiện trong tương lai. "Tôi đã mua sẵn vé máy bay rồi, ngày mai có thể đến chỗ của mọi người." Linh Linh cười hắc hắc trong máy vi tính không hổ danh là linh linh của nhà mình, hiệu suất làm việc đúng là hạng nhất mà, Mạc Phàm cũng cười nắc nẻ ở một bên. Mục Ninh Tuyết nhìn hai người thợ săn này ngưu tầm ngưu mã tầm mã với nhau, cũng thật sự là giờ khóc giờ cười. Nhưng mà bất luận như thế nào, xuất phát điểm thật sự đã rất tốt, chỉ mong có thể giải quyết triệt để nịch chú, để không còn người nào phải chết nữa. Ngày hôm sau, Linh Linh đúng là một người rất uy tín, ngày mới vừa bắt đầu, cô ấy đã có mặt ở khách sạn với Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết. Có thể khẳng định một điểm là, tất cả những người tử vong đều ở những thành thị gần biển dòng sông hồ nước linh linh căn bản là không hề biết mệt mỏi vừa tới nơi đã lập tức mở máy tính ra tóm tắt tình hình cho cả đội chuyện quỷ dị ở trên phạm vi quốc tế này trong thời gian ngắn rất khó tìm ra nguyên nhân đúng không mạc phàm hỏi thông qua bản đồ của linh linh loại nịch chú này đều phát sinh ở cả thái bình dương ấn độ dương và đại tây dương điều thú vị chính là hải vực của trung quốc không phát sinh trường hợp nào mà ở bồ đào nha nơi này mật độ của nịch chú khá đông xem ra chúng ta đang ở khu vực trung tâm của lời nguyền rồi mục ninh tuyết nói yên tâm em nhất định sẽ tìm ra được nguyên nhân trong mắt linh linh mang theo một sự chuyên nghiệp của thợ săn vô cùng kiên định nói mạc phàm và mục ninh tuyết phụ trách đi hỏi thăm ở trong thành phố này ngoại trừ bờ sông kia có có rất nhiều khu vực thường xuyên xuất hiện địch chú nhà đầu thôi linh linh đó những công việc tay chân toàn tới lượt chúng ta bản thân thì trốn trong khách sạn thu thập tài liệu mạc phàm thờ hồng hộc nói ba gia đình mà tôi đã đi thăm dò không có thông tin gì cả còn chỗ của cậu thì sao mục ninh tuyết hỏi chỉ là nghe nói người chết lúc còn sống rất yêu thích bơi lội cũng không được coi là manh mối có tác dụng gì mạc phàm đáp từ khi học phép thuật mạc phàm cảm thấy mình chỉ thích đánh đánh giết giết những chuyện liên quan đến động não suy tư hắn đều không am hiểu tóm lại chỉ còn một nhà chúng ta đi xem trước rồi tính sau mục ninh tuyết nói với mạc phàm sau đó hai người lại tiếp tục đi tìm hiểu thông tin lúc đi qua một cái mái vòm mạc phàm liền nhìn thấy có một nam tử chân nam đá chân chiều đi tới trên tay của hắn cầm theo một chai táo mèo, trên mặt mang theo vài phần nhàn nhã thích thú. Khi đi ngang qua Mục Ninh Tuyết, cái mỏ của tên này liền chu lên, nhìn vào Mục Ninh Tuyết mà huýt sáo vi vu, con mắt hắn láo liên nhìn khắp thân thể của Mục Ninh Tuyết, tỏ ra vô cùng thèm thuồng và thích thú. Thổi cái gì mà thổi, ngươi xem ta như không tồn tại sao? Mạc Phàm trừng mắt người này một cái, ngữ khí không vui nói: "Mày là cái thá gì hả? Nam tử kia cũng là một người nóng nảy." Lập tức nổi giận quát: "Cút!" Mạc Phàm vẫy tay một cái, hình thành một nguồn năng lượng không gian không có dấu hiệu nào đánh tới nam tử kia nào biết nam tử này cũng là một người không tầm thường trên người lập tức hiện ra một lá chắn thủy ngự bao bọc thân thể hắn không gian hệ ngươi là pháp sư cao giai nam tử kia vội vàng cao mày cặp mắt nhìn mạc phàm đã khác lúc trước biết như vậy rồi còn không mau cút đi mạc phàm gần một câu cao giai thì đã là gì nam tử kia còn chưa kịp nói hết câu mạc phàm liền vả cho hắn một cái bạt tai đau điếng lần này Mạc Phàm ra tay khá mạnh, dù sao tên kia cũng là một pháp sư, ăn một bạt tai của Mạc Phàm thì hắn lăn lông lốc trên mặt đất, vội vội vàng vàng thức thời chim cút. "Tiểu tử, đây là địa bàn của ta đó, hãy đợi đấy." Nam tử kia trước khi chạy, hắn vẫn cố gắng dằn mặt một câu. "Nhát gan, Mạc Phàm bĩu môi, đừng có lãng phí thời gian với loại người đó nữa." Mục Ninh Tuyết nói. "Hi hi, Tuyết Tuyết của chúng ta xinh đẹp như vậy, sao tôi có thể để cho tên lưu manh đó đùa giỡn cậu ngay trên đường được?" Mạc Phàm vội vàng nịnh nọt kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê view triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia